bắt đầu con chơi bài sông Đa Nếp nào. Đấy. Rồi, như thế rồi. Đấy, sông Đa Nếp phải nhịp nhàng như thế nhá. Nhất là đoạn cuối thì phải từ từ. Dậm mê đan. Thôi được rồi, được rồi. Đấy, như thế thôi nhá. Con tên là Vũ Hòa Bình ạ. Con nhớ nhất được biểu diễn ở Eco Park ạ. Đầu tiên thì cái năm 2019-20 thì là dịch Covid ấy, thì ở nhà thì hai mẹ con cũng rất là buồn, với hai mẹ cháu cũng rất là nghịch. Thế cho nên là gia đình cũng muốn là để cho con học piano để cho con đỡ nghịch hơn ấy. Đấy, và cũng để cho nghĩa là cái trí não của con phát triển hơn ấy, thì là gia đình đã chọn cái bộ môn piano để cho con theo học ạ. Trong một thời gian cũng nghĩa là cũng không nhiều để mà tiếp xúc với lại cô Phương dạy piano của cháu, thì mình có cảm nhận là cô là một nhà giáo rất là tâm huyết với nghề và rất là yêu trẻ con. Trẻ con đến học với cô rất là thích, và mình cũng đã giới thiệu cũng rất là nhiều phụ huynh học sinh để đến học với cô đấy ạ.